việc giúp đỡ cho gia đình, mình có nhiều sức khỏe, mình làm nhiều việc lắm. Nhưng mà khi tuổi hơi lớn một chút liền buông xả tu hành nhiều lắm. Chúng ta niệm Phật lâu năm sẽ thấy cái câu niệm Phật nó an lạc gì lắm. Người xưa đó khi mà lớn tuổi thì họ thường thì xin chùa cho ở các cái cốc nhiều lắm. Phật tử đó không có phải xuất gia đâu, mời họ làm công quả ở đó họ tu, hay là họ mướn cái nhà hay là mua cái nhà gì gần gần cái chùa họ qua lại họ tu, hoặc là ở nhà họ đó thì cái cách ở một mình đó thì ngăn làm hai, thường là như vậy, đọc sách là như vậy. Ví dụ mình có một căn nhà đó một tầng hai tầng gì đó thì mình ngăn nó làm hai, một bên thờ Phật một bên mình ngủ, lúc nào cũng ngăn làm hai, không có được ở chung, không có được thờ Phật rồi ngủ ở đó rồi ăn ở đó, thường là ngăn làm hai. Thì người ta khi mà học hiểu đạo pháp, khi mà tuổi lớn đó thì một lòng chuyên tu giảng sanh hết tất cả, giải thoát hết, không có phải mà xuất gia như các thầy các cô mới được đâu, Phật tử vẫn có thể giải thoát được. Mà khi mà tuổi về lớn thì họ buông xả, họ tu rất là tinh tấn, có nghĩa là cái gì cũng không có lo nữa, lo tu thôi. Thì con cháu gì cũng vậy, không có để tâm nhiều, chỉ một lòng niệm Phật, niệm cho tới thân tâm an lạc, niệm cho tới cái thân nó, cái tâm nó thiệt là bình yên, nó rất là an lạc, thì giảng sanh giải thoát không có phải là ít đâu, nhiều lắm. Phật tử mình cố gắng đi theo con đường đó, đừng có để lớn tuổi mà chưa có tu, hoặc là tu chút chút thôi, đừng có như vậy thì uổng lắm. Tại vì khi mà mình 100 tuổi tới cái mạng đó hết đó, thì mình tiếc sao những cái năm cuối cùng mình không lo tu, mình cứ chạy theo phiền não, thường là như vậy. Mà những người lớn tuổi đó, theo hòa thượng của Trung Hiếu nói đó, là những người lớn tuổi thì dễ bị buồn lắm, cái cơ thể không có giống người trẻ, nếu không có hoạt động thì nó buồn lắm, nó cô đơn lắm, nó cái tuổi già nó khác. Ngài nói như vậy chứ Hiếu còn trẻ không có biết, không có hiểu nổi, nhưng mà tuổi lớn nên tu hướng về Phật, chứ đừng có lo nhiều quá thì khi mà mất uổng lắm. Mình có cơ hội giải thoát nhưng mà nhiều khi mình không có nhìn thấu nó, bởi vì tuổi càng lớn thì càng nên tu nhiều. Thì Chánh Hiếu rất là tha thiết, tại vì sách thì như vậy, các vị khi mà tu đó thì cái phòng ngăn làm hai, ngày đêm đều hướng về hướng Tây, khi mà đã hạ công phu là như vậy. Bởi vì phải định hướng Phật ở chỗ nào, hướng Tây là cái hướng quy hướng quy mạng, bởi vậy mình nói là cúi lại phương Tây khỏi an lạc. Bây giờ ngày nào cũng quay về hướng Tây đó, đọc cái câu này thấy cảm ứng lắm, chứ không có biết hướng Tây là hướng nào, thấy cũng vậy thôi. Thì cúi lại phương Tây đó thì nó xa lắm, nó không biết chỗ nào, còn ngày nào cũng cúi lại phương Tây hết. Bây giờ đọc đó thì nó đúng cái ý của mình lắm. Đây, cái bài này là tổ sư làm, cho nên người xưa đó, mình đọc cái câu đầu là biết người xưa là lúc nào cũng quay về hướng Tây, cho nên ngài mới làm như vậy, chứ không phải là không có hướng đâu. Phật là ở hướng Tây, các ngài tổ sư nào cũng quay về hướng Tây hết, mà khi giảng sanh là quay về hướng Tây giảng sanh, thường là như vậy hết tất cả. Còn nếu không có quay về hướng Tây thì quay trên bàn Phật. Ở trong quá khứ nhiều người ni và Phật tử nữ giảng sanh đứng nhiều lắm, đang nói chuyện gì đứng cầm chổi là giảng sanh, nó tự tại như vậy. Mà người ta tu người cũng giống mình vậy, đời người xưa khổ hơn mình, không có được như mình, nhưng mà khổ vì khổ cho nên tu nó giỏi. Bây giờ mình sướng quá, mình rất là khó tu, mình gần cõi trời lắm rồi tu không có nổi. Người xưa không có phải như mình, rất là khổ, phương tiện gì cũng không có, cái gì cũng không có, đâu có máy móc gì đâu, cái gì cũng làm bằng tay hết. Vui nhất là cái rạp hát,
hát bội á, người xưa vui nhất là hát bội chứ không có tivi đâu, phải muốn đi coi hát bội là lâu lắm mới được xem. Người xưa là hát bội là vui nhất, còn không mấy người ta làm thơ đi ngắm cảnh, người ta đi rừng núi, những cái non, những cái hồ, những cái thắng cảnh, người ta trồng cây đẹp để người ta sống ở trong cái đó, người ta an lạc. Còn mình thì mất hết những cái thứ đó, mình an lạc bằng những cái khác, cho nên nó người của mình nó bị biến chuyển. Bởi vì đọc sách thì thấy sao mình đi xa quá, mình không có giống người xưa, tại vì cái hoàn cảnh của mình. Nhưng mà lớn tuổi thì nên giống như là tiếc cái thời gian không có còn ở lâu, cho nên Chân Hiếu nói là đừng có giận ai hết, tại vì không có ở lâu thì thương nhiều mới đúng. Nên đối xử với nhau thiệt là cung kính, thiệt là lòng thành để mà sống, tại vì mình khi mà ra đi rồi thì nó còn đẹp lắm, tại vì mình một đời không có làm cho ai buồn hết, mình đối xử rất tốt, mặc dù người ta không có tốt như mình đối xử tốt mình sẽ tu được, mình giải thoát. Ngày nào đó mà mình bước lên cái chân mình bước lên hoa sen đó, bước lên thì trời, tội nghiệp quá các vị ở lại thiệt là không biết làm sao, lúc đó mình sẽ thương. Bây giờ thương trước, đừng có đợi lúc đó mới thương, phải không? Bây giờ phải thương trước, tại vì ngày nào đó mình bước chân lên hoa sen thì những vị ở lại người ta rất là khó khăn. Cho nên giác ngộ cuộc đời đó thì phải dùng cái tâm chân thành đối với nhau, không có giận ai hết, tu cho thanh tịnh. Đây là Phật. Nam Sơ Tất Cả